Nhưng mà anh có Thế thấy anh có thấy là anh thấy việc hai nhưng mà chốt ăn hôm nào đấy ạ? À. Nhưng hôm nay anh Long ở nhà thì rủ cả anh Long đi ạ. À? Sao không không rủ trước? Em tưởng hôm nay anh Long ở đây. Nhỡ đâu. Chắc gì nhỡ đâu anh đi thì sao? Hôm đấy mỗi đi ăn xong về rồi ạ. Đi chơi. Đi chơi. Đi chơi để em đi xem một vòng. Nhìn xe tôi rồi đây nha mọi người. Infinity. Ui vãi. Ok em mọi người, mình sẽ tối như này nha. Cứu hết cứu. Thế tôi vào đây nha mọi người. Ok, đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Chết hết luôn mà. Chứ một đùi. Ok nha, mình sẽ tối hết như này nha mọi người. Cái gì vậy? Ok. Mày đấy. Đâu. Không giống tí nào. Hết cứu.
chúng ta chỉ cần phải reset lại là nó sẽ lui lại bước trước đó. Đó. Chúng ta phải reset lại là nó sẽ lui lại bước trước đó. Các bạn lỡ làm hỏng một cái bước nào đó thì các bạn phải lui lui lại cái bước bước sau đó thì các bạn sẽ nhận thấy được nhé. Rồi tương tự như vậy là control shift z nó sẽ là lấy lại cái bước mà các bạn vừa lui. Ok, mình sẽ tối vào đây nha mọi người. Ok em mọi người. Ok. Ok nha. Ok, mình sẽ tổ ủa. Anh ơi, nhìn này, nhìn giảm cân này. Nhiều tôi nghĩ kiểu thiếu rồi, đưa áo cho gái mặc nữa. Giả sử anh đi họp lớp xong rồi anh đi ăn uống rượu xong rồi đi hát karaoke. Thế xong rồi đừng có giả sử nữa, nói mẹ tao luôn đi. Thế xong rồi là anh ngồi ở một chỗ, xong anh cởi áo khoác ra, xong anh ra chỗ khác anh ngồi. Thế là có một con bạn học từ cấp 2 với anh, nó lấy cái áo đấy nó đắp lên người, xong rồi nó nằm ngủ kiểu uống say ấy. Thì anh có đòi lại áo không? Trong khi anh có người yêu rồi. Đấy, đúng rồi. Anh không là như thế, anh Đức có thấy không anh Đức? Chịu rồi. Nếu là đi thích đắp cho thì không nói. Nếu mà tôi đắp cho thì là tôi sai hoàn toàn. Con kia lấy áo anh Thịnh mặc mà. Thèm. Sao lại là em? Đấy, sao nghĩ đến trường hợp thì đắp cho em đi? Có nghĩ đến rồi mà. Nhưng mà cơ bản là có bằng chứng. Bằng chứng là gì? Mày chỉ nói mồm mà. Ừ thì là bằng chứng này. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Ha, ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nha. Đáng lẽ ra là em tưởng chúng nó đi ăn mùng 6 cơ, vì mùng 6 em về rồi. Tại Tết năm ngoái, cái đợt mà em mới yêu nhau ấy, thì là em đi cùng nó luôn. Nhưng mà năm nay thì em không đi được, tại chúng nó ăn mùng 5, mà mùng 5 em vẫn đang ở quê. Điên hết cả người, hôm nay nóng máu thật sự. Vâng anh, 14 tháng 2 đây. Đi ăn xong rồi cho gái mượn áo. Anh nghĩ có đau lòng không? Ok. Ok, tô nhẹ thôi nha mọi người. Vì đây là cốc sứ nên là phải màu trắng. Buồn. Ơ nhưng mà
Anh sắc, anh thấy thế bình thường á, anh sắc. Thật ạ? Cơ bản là có làm gì đâu. Sao anh không lấy lại áo? Như thế gọi là mất lịch sự. Nó còn đang say. Anh có thể lấy áo của Huy đắp cho nó mà. Anh có thể lấy áo của Huy đắp cho nó mà. Không biết, tiền thì... Có mặc áo. Đừng có bảo Huy không mặc áo nhá, biết chưa? Tao có ảnh Huy mặc áo chụp với chúng mày nhá. Anh bảo Huy em xảy áo ra. Hôm đấy nó lại không bảo cô. Nhưng mà nhớ người yêu anh biết được, người yêu anh sẽ... Sẽ cảm, cũng cảm thấy như em thôi mà. Lúc đấy anh sẽ giải thích kiểu gì? Không ai như bà đâu, được chuyện này không ai như bà đâu. Ê, là đứa con gái nào nghe cũng như thế thôi. Bây giờ giả sử đến lúc mà bây giờ bọn tôi như thế đi, xong bọn tôi cũng lấy áo của thằng khác đắp đi. Chứ bây giờ... Hả? Bây giờ tao mà đi để mà tao lấy áo thằng khác đắp mày cũng quen đúng không? Không. Xăm lồn. Cơ bản là em có được đi đâu mà. Xăm lồn, đi ra ngoài nửa bước mày đã nói rồi. Ô nhiều vãi, mình quay được nhiều thế. Được hẳn 10 cái. Quay 10 phút mà. Quay từ lúc 3 giờ kém gì nữa. Ok, thế cũng được. Đang lười. Ôi. Ê, ý là đọc xong rồi mới nhận ra này. Ê à, nhanh nhỏ. Bây giờ tôi chỉ chờ anh Long anh nhắn cho thích ngô cầm căn cước rồi. Thôi vậy. Các nhìn chắc phải sau tuần mới tiền đâu mà rút. Có ít. Anh chắc xin gái. Ok nha mọi người. Ok, sẽ tô ở đây nha mọi người. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả cuối video nhé. Tại sao mẹ bây giờ người ta toàn đẻ hai con rồi nhỉ? Không đẻ được hơn nữa. Nhà ông có mỗi hai anh em thôi đúng không? Nhà anh Đức cũng hai anh em đúng không anh? Nhà anh sao cũng thế ạ? Hai bảo không đẻ được hơn đâu. Ý là sao không đẻ hơn ấy? Em muốn có thêm một người chị hoặc một người anh nữa. Yeah, mẹ em đẻ ba người à. Đây, anh đây. Thôi Cúc. Anh Cúc. Trai nuôi. Nhưng mà đừng đẻ thêm, đáng lẽ ra là phải đẻ thêm một người trước khi đẻ chị Hà.
hoặc là đẻ một người sau khi đẻ chị Hà rồi mới lọt ra mình. VL. Em mà có em thì chắc em cũng không được chiều như bây giờ đâu nhỉ. Hả? Em mà có em chắc em cũng không được chiều như bây giờ đâu nhỉ. Thì người bố mẹ sẽ chiều con út hơn mà. Tại sao thế nhỉ? Ơ em trai anh có được bố mẹ chiều hơn anh không anh Đức? Ông có được bố mẹ chiều hơn không? Chiều hơn anh không? Đó, người ta thường chiều con út hơn. Tại sao nhỉ? Chiều. Ok nha mọi người. Tìm gà vãi. Gà rán. Ăn gà rán chicken. Anh đưa ăn gà rán chicken. Hôm nay tự dưng em lại thèm. Dạ không. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhé. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho hai chiếc cơm nắm nha. Ok nha. Đây là đầu này hả? Đây là đầu này. Đầu này nha mọi người. Và bây giờ đây là cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ouch. Okay.
Ok mọi người, mình sẽ tô hết vào đây nha. Trời ơi, bốn bánh thôi mà. Ok, mình sẽ tô như thế này nha. Đi nữa. Chết, mày phải chết. Sống sao được. Cả thế giới đang đặt về đưa bạn. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết vào đây nha. Ôi giời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ok. Nhị cha. Ok, mình sẽ tô vào đây. Đây là bức tranh của mình nha. Mình sẽ tô nốt nha mọi người. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Hãy
Đây nha mọi người. Có con mèo anh lông dài người ta bán, anh Đức mua không anh Đức? Con này là chân ngắn. Anh thích con mèo cao mẹ ạ. Nhưng mà mèo anh lông dài rụng lông nhiều lắm, anh phải chải lông cho nó suốt ngày. Bằng nó ạ. Mèo của anh á? Đây nhờ. À đây. Nấu con này luôn rồi. Bao nhiêu cân? Lúc anh nuôi là nó bao nhiêu cân? Đây là con này chân dài chân ngắn. Anh có ôm nó đi ngủ không? Có. Khiếp, lên lông bay ở mũi trên. Mà hôm bữa con mình lên giường đi ngủ thôi mà nửa đêm em bị sưng húp hết cả mắt lên. Nhưng mà cái bạn mèo này nó không thích kiểu là ôm ngủ đâu. Kiểu nó mình nó toàn tự lên ngủ nằm trên đầu. Dạo này nó hay vậy. Cho anh Đức xem cái này. Cho anh Đức xem cái này. Cú tê. Anh cũng muốn nuôi lại con này không? Em có thể tìm được cho anh con này. Nhưng mà anh lại nuôi ở Thái Bình ấy ạ? À? Chạy muốn lùi. Ok mọi người. Bé Hường. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Ok. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau. Bye bye.